Đua đòi theo bạn. 20 năm trước, tôi chỉ là một cô bé nhà nghèo gầy gò và đen nhẻm. Mẹ làm nghề bán rau ở chợ nên gia cảnh thực sự khó khăn. Còn Nga, một cô bé nhà giàu luôn được nâng niu chiều chuộng. Nga có một cuộc sống mà tôi luôn ao ước. Hàng kia kem ngon cực, lát nữa mẹ tớ đến, tớ sẽ bảo mẹ mua cho tớ. Tớ cũng muốn ăn kem, tớ cũng sẽ xin mẹ mua. Kem ở đó đắt lắm đấy, mẹ cậu có đủ tiền mua không? À, mẹ đến rồi, mẹ ơi, cho con mua một que kem nha. Ừ đây, mua nhanh còn về con nhé. Kem ngon quá, cho tớ ăn với. Còn lâu nhé, cậu tránh ra đi. Ôi, cậu làm rơi que kem của tớ rồi đây này. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Đấy, cậu thích thì nhặt lên mà ăn. Tớ sẽ xin mẹ mua cả tá kem khác. Đứng dậy đi, về thôi con. Mẹ ơi, con thèm ăn kem ở bên kia đường cơ. Kem đó đắt tiền lắm, mẹ không có tiền mua đâu. Con xin gì cũng khó khăn, chẳng bù cho bà Nga. Thích gì được nấy, mẹ chẳng thương con gì hết à. Con không được nói hổn. Nào, lên xe mẹ chở về. Con muốn ăn kem thì phải tự làm, còn hơn là ngồi đó vòi vĩnh mẹ những thứ mà điều kiện nhà mình không cho phép. Thật không công bằng. Trong khi Nga chỉ cần xin tiền mẹ là có kem ăn, còn mẹ lại bắt mình làm nhiều việc như thế này. Wow, sau một ngày để vào tủ lạnh, bột đậu đỏ đã thành kem rồi. Không ngờ kem lại ngon thế. Chắc chẳng thua gì kem ở tiệm đâu mẹ nhỉ. Cậu đứng đó làm gì? Nếu cậu cũng muốn học thì về xin mẹ đăng ký học đi. Nhưng mà chắc là mẹ cậu phải bán rau cả năm mới đủ tiền đóng học một tháng đấy. Mẹ bán mỗi ngày được 2 gánh rau, đủ tiền ăn cho gia đình đã là tốt lắm rồi. Làm sao mà có tiền cho con học múa? À, mình có cách rồi. Mình sẽ tự kiếm tiền học múa. Lệ, cậu phải đi bán kem hả? Ừ, tớ bán kem để lấy tiền đi học múa. Cậu mua cho tớ đi. Ôi, kem của cậu thì làm sao mà ngon được chứ. Tớ không mua đâu. Ngon quá các cậu ơi. Cho tớ một que đi. Cho tớ 3 que. Tớ nữa nha. Đúng là các bọn không biết gì. Mình sẽ về nhà xin mẹ đi mua kem tiệm còn ngon hơn cả nghìn lần. Con đang làm gì đấy? Hôm nay con được nghỉ học, con quyết định mang kem ra chợ bán ạ. Này cô, tiền thì quan trọng thật, nhưng con bé còn nhỏ thế này mà cô đã bắt nó đi bán kem rồi à? Ê, trời thì nắng, con bé vác cái thùng kem này cũng vất vả. Lần sau cô không nên bắt nó đi bán kem nữa. Bác ơi, bác ăn kem không ạ? Ồ, cháu bán kem hả? Cho bác một que xem nào. Trời ơi, kem ngon quá. Cô cũng muốn ăn thử, cho cô một que. Hai mươi năm sau. Sao thế? Dạ, thưa sếp Lệ, tại chị kia đi sang đường gấp quá nên... Chị có sao không? Ừ, không sao, tôi đang mãi nghỉ nên sang đường không để ý đèn hiệu. Xin lỗi nha. Hình như... Nga phải không? Chị là... Mình là Lệ đây. Lệ, cậu khác quá, mình nhìn không ra. Không còn là cô bé bán kem ngày nào nữa. Mình có nhìn thấy cậu trên TV, trong chương trình về doanh nhân thành đạt. Ừ, nói ra kể cũng dài,
mình từ bán kem đậu đỏ đến bán hàng ven đường, rồi đến nhận thầu việc giặt là trong ký túc xá của trường, rồi đến sau nữa, mình trở thành chủ doanh nghiệp thành công. Còn cậu, dần sao rồi? Mình đang thất nghiệp. Mà thôi, mình vội về nấu cơm. Giữa đường thế này không tiện nói chuyện, mình đi trước nha. Tôi được như bây giờ là nhờ sự buông tay của mẹ. Nếu ngày đó tôi cũng có mọi thứ dễ dàng như Nga, chắc gì giờ đây tôi đã thành công. Giờ mới thấm những gì mẹ dạy: đừng cho con cái mọi thứ quá dễ dàng, đợi người cho cá không bằng tự mình câu cá. Tôi và Nga giáo dục có lúc chỉ cách nhau một chút thôi, nhưng cuộc đời mỗi đứa đã khác xa nhau rồi. Hai chú chó. Các con của ta đâu cả rồi? Chúng con chào ba. Tốt lắm, ba có quà cho các con đây. Đây là hai chú vằn và xám mà ba được tặng. Giống chó này vốn sống trên núi nên rất hoang dã. Tuy nhiên chúng lại cực kỳ thông minh và dũng cảm. Các con, mỗi đứa hãy chọn và huấn luyện một chú chó. Mai này lớn lên, chúng sẽ giúp cha con ta được nhiều việc trong nông trại này đó. Ba muốn các con hãy kiên nhẫn và thật nghiêm khắc huấn luyện để chúng biết vâng lời. Các con nhớ chưa? Vâng, vâng, thưa ba. Thưa ba. Đứng dậy. Tao bảo mày đứng dậy cơ mà. Cứng đầu hả? Đứng dậy. Ngoan nào, tao gọi mày là vằn nhé. Lại đây với tao nào. Xám, đứng dậy. Biết nghe lời thế là tốt. Hôm nay mày phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tao, không thì liễu hồn mà ăn đòn đó. Chuyến giao hàng lên thị trấn lần này cũng đã xong, tạm thời được nghỉ ngơi rồi. Con chào ba. Alex đó à, nhìn con chó kìa, nó có vẻ ngoan đó. Cho ba xem con dạy dỗ nó thế nào rồi. Con rất nghiêm khắc với nó, giờ thì nó đã biết nghe lời con rồi. Ba xem nè. Ngồi xuống. Đứng lên. Chà chà, xem ra chú chó này biết nghe lời con trai của ta rồi đó. Tốt lắm, tốt lắm. Bà Peter đâu? Vâng, nhanh lên nào. Mày không bắt kịp tao được sao? À. Cảm ơn Vàng. Chiều rồi, chúng ta về thôi. Đi chơi đến giờ còn chưa về. Thằng bé này thật là... Ba, con chào ba. Peter, nói ba nghe, con dạy dỗ chú chó thế nào rồi? Thật tuyệt ba ơi, Vàng rất thông minh. Giờ con và Vàng đã là bạn của nhau rồi. Ba dặn con phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc, thế mà con lại biến nó thành bạn. Chơi đùa với nó thì làm sao mà ra lệnh cho nó được con? Nhưng thưa ba, con sợ nghiêm khắc quá. Suốt ngày ra lệnh có khi chỉ làm nó e sợ mà tuân theo, chứ nó không có tình cảm gắn bó với mình ba ạ. Cái ba muốn là con phải huấn luyện được nó phục tùng con mọi lúc mọi nơi, chứ không phải như con nghĩ. Ba rất thất vọng về con. Peter, chuyến lên thị trấn lần này trở về, ba hy vọng con sẽ dạy dỗ lại chú chó của mình cho tử tế. Dạ. Quái lạ, sao hôm nay ta cứ thấy có gì bất an là sao? Có chuyện gì mà hai chú chó sủa dữ thế nhỉ? Trời ơi, chuyện gì thế này? Trời ơi, là động đất. Bạn, Sam. Cứu Sam, Sam ơi. Chẳng phải là con sáu sao? Hai con của ta. Các con của ta. Alex, Peter, cố lên. Vàng, cố lên. Hả? Anh ơi, cố lên.
phần, cố lên. Bà đây. Bà đây, cố lên con. Các con của bà xin lỗi đã không ở bên các con lúc nguy kịch thế này. Trận động đất bất ngờ quá, ba không ngờ được. Vâng. Thật không ngờ mày tình nghĩa đến vậy. Thì ra tình cảm chân thành có sức mạnh gấp trăm lần mệnh lệnh. Cảm ơn mày, vâng. Cảm ơn mày lắm. Người chồng tự ti. Sức khỏe của anh ấy đã tạm thời ổn định, hôm nay chị có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng thưa bác sĩ, mấy hôm nay nhà em vẫn không chịu ăn uống gì cả. Vụ tai nạn lao động này làm chồng chị bị chấn thương tâm lý rất lớn, phải mất một thời gian rất dài nữa mới có thể bình phục được. Chị nên dành nhiều thời gian quan tâm, động viên anh ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Em sắp xếp đồ xong rồi, mình chuẩn bị về nhà nào, em gọi xe rồi. Xe của anh đâu? Em bán nó đi rồi, đằng nào thì anh cũng không thể lái xe được nữa phải không? Thôi, mình đi nào. Sắp đến rồi đây, cảm ơn quý khách. Muộn thế này mà vẫn chưa xong việc. Giờ mọi khó khăn chồng chất lên đôi vai cô ấy, mình chẳng còn giúp gì được nữa. Trời lạnh lắm, sao anh lại ra đây? Muộn lắm rồi, chờ mãi không thấy em về, để anh giúp em một tay. Vâng, vậy anh giúp em lau mấy cái bàn khách kia nhé. Anh có sao không? Trời ơi, phục vụ kiểu gì vậy? Anh vô dụng thật rồi, anh cứ ngồi yên một chỗ cho đỡ làm phiền người khác vậy. Teddy, em có sao không? Có chuyện gì vậy? Chân em bị thương rồi, không đứng lên được. Anh mau đẩy cửa lên, giúp em ra đi. Đẩy cái cửa này lên ư? Làm sao mình có thể làm được? Jenny, em đợi một chút, anh tìm người giúp đỡ. Không kịp đâu, em đau quá. Anh mau đẩy cửa lên, đưa em ra băng vết thương đã. Nhưng anh... Nhanh lên John, em không cầm cự được nữa rồi. Cố lên John, cửa sắp mở ra rồi. Jenny, không sao, anh mở được cửa rồi. Em cố gắng ra đây để anh xem vết thương của em nào. John. Để anh xem vết thương của em xem nào. John. Em không sao, anh à. Nếu hôm nay không có anh mà em lại bị thương nặng thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không biết rằng anh có ý nghĩa quan trọng với em như thế nào đâu. Anh à, anh quan trọng à? Anh không thấy hả? Cửa cuốn anh còn nại được lên nữa mà. Anh hiểu rồi, em có sao không? Hình như em không sao nữa rồi. Không sao ư? Có thật vậy không? Đúng vậy, không sao cả. Mình vào nhà nhé. Xin lỗi John, em đã cố tình bị thương để khiến anh lo lắng. Nhưng nếu không làm thế, anh sẽ không nhận ra anh quan trọng biết nhường nào. Jenny, anh biết em luôn cố gắng làm mọi thứ vì anh. Cảm ơn em vì tất cả. Chuyện ngày mưa. Lý
Lý thuyết hôm nay chúng ta học khá khó. Thầy đã đăng ký với khoa sắp xếp một buổi thực hành để các em hiểu hơn về nguyên lý này. 4 giờ chiều nay, tất cả các em nhớ có mặt tại phòng thực hành nhé. Dạ, dạ. Được rồi, các em nghỉ. Chết rồi, chiều nay mình có lịch làm thêm. Bà chủ khó tính lắm. Lại đúng giờ quán bắt đầu đông khách. Phải làm sao đây? Dạo này bài vở nhiều thế mà cậu vẫn làm thêm ở quán ăn hả? Ừ, phải tranh thủ thôi. Lại sắp phải nộp học phí rồi. Bác ạ, chiều nay cháu có tiết học quan trọng ở trường. Cháu xin phép về sớm được không ạ? Cháu sẽ làm bù vào hôm khác. Cô hay xin nghỉ, lại còn xin về sớm. Nếu mà không theo được thì bảo để tôi còn liệu. Bác thông cảm, lịch học của cháu có chút thay đổi ạ. Cháu không kịp báo trước. Xin bác tạo điều kiện giúp cháu. Nếu không vì thông cảm với cô thì tôi đã thuê người khác lâu rồi. Lần này tôi sẽ trừ vào tiền lương cuối tháng vậy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng ạ. Ôi, trời mưa to quá. Mưa thế này làm sao đến trường được đây? Buổi thực hành này quan trọng, bỏ thì làm sao hiểu được bài. Thôi phải đi ngay mới được. Trời mưa to thế này vẫn đi học hả? Đường đến trường lại xa thế, nghỉ học một buổi có làm sao? Dạ, bài học hôm nay rất quan trọng, mưa gió chắc cũng phải đi ạ. Thôi cháu phải đi ngay kẻo muộn giờ lên lớp đây ạ. Con bé này thật có ý chí. Dẫu mình có mắng nó hay nghỉ làm, nhưng phải công nhận là con bé ham học. Dạ, mấy đứa con nhà mình cũng chăm chỉ học hành như con bé thì tốt biết mấy. Chắc muộn giờ rồi. Sao các bạn đến muộn thế nhỉ? Cũng không thấy thầy giáo đâu. Chờ một lát xem sao. Đã 4 giờ 15 rồi. Sao không có ai đến thế này? Alo. Hoa à, muộn rồi sao vẫn chưa tới vậy? Cũng không thấy các bạn đâu nữa. Cậu đến lớp rồi à? Mưa to thế này đến làm gì? Đến ướt hết người còn học hành gì nữa? Mà cậu thấy có ai đến đâu? Về đi. Mình ngốc quá. Biết thế này thì ở lại làm. Đã bị bà chủ trách, lại còn mưa ướt hết người. Cả lớp có ai đến đâu. Chẳng lẽ cả thầy cũng vậy? Em chào thầy ạ. À, các bạn đâu hết rồi? Có mình em đến thôi sao? Chắc tại mưa lớn quá, vẫn chưa thấy bạn nào tới ạ. À, cũng muộn rồi, chúng ta cứ bắt đầu buổi thực hành thôi. Thế còn các bạn khác ạ? À, thầy sẽ tính sao? Em hiểu bài rồi chứ? Em hiểu rồi ạ. À, cảm ơn thầy vì dù có mình em tới lớp, thầy vẫn giảng bài. Em đã nghĩ mình thật ngốc khi mưa to gió lớn thế này. Xin nghỉ việc để rồi bị trách. Chạy vội đến lớp và không thấy ai. Trong tất cả học sinh, chỉ có mình em đến học. Em biết không, mưa gió như một cái sàn. Những người lười biếng và ngại khó sẽ bị sàn qua hết. Chỉ còn lại những ai can đảm và không sợ khổ cực. Dù có thể không phải là học sinh thông minh nhất, nhưng qua đây, thầy chắc rằng em là một trong những học sinh nghị lực nhất. Sau này nhất định em sẽ thành công. Dạ, em sẽ ghi nhớ lời thầy. Sẽ không bao giờ để mưa gió cản trở bước đi của mình. Thay vì ca thán. Cái loại gỗ này có mà mài mấy ngày cũng chẳng thấy vân ấy chứ. Này, nghe nói Tết này giám đốc thưởng cho tổ trưởng và quản đốc nhiều lắm đấy. Sao biết?
cậu này cứ như trên trời. Không nghe mọi người trong xưởng kháo nhau từ sáng tới giờ à? Thế còn chúng ta thì sao? Ôi trời, công nhân như chúng mình á thì nói làm gì, như mọi năm thôi. Dạ, chúng tôi sẽ giao hàng đúng hẹn. Xin ông cứ yên chí về thời gian và chất lượng ạ. Vâng, tôi rất tin tưởng ở xưởng của các ông. Nhân, công việc dạo này thế nào? Dạ, vẫn bình thường thưa anh. Bình thường à? Thế mà cậu trưởng nhóm của cậu đã nói lại với tôi thì không bình thường tí nào cả. Dạ, là sao? Em chưa hiểu ạ? Thì cậu quản lý nói cậu dạo này làm ăn chống chế, cẩu thả, lại có tư tưởng chống đối. Có đúng như vậy không? À, đấy chắc là anh Thành không có thiện cảm gì với em nên mới nói thế. Chứ xưa nay em đâu có... Đây, không phải thanh minh gì nhiều. Cứ nhìn vào sản phẩm của cậu là khác biết. Số sản phẩm của cậu tháng này cũng giảm sút đáng kể đấy. Tôi biết, cậu không hài lòng chuyện tôi đưa cậu Thành lên quản lý đội mộc. Đúng là tôi đã cân nhắc cậu với Thành, và tôi cũng đã chọn người có năng lực, lại có cả trách nhiệm nữa. Không phải cứ động làm tí là lại so bì thiệt hơn. Từ giờ phải cố gắng nhiều hơn nhé. Tôi không thể châm trước cho cậu được mãi đâu. Nhân, thế nào rồi? Cậu sắp hoàn thành định mức chưa? Chưa, cậu phải làm nhanh lên đấy. Không thì định mức của cả đội không đạt được chỉ vì cậu thôi đấy. Giờ tôi có việc phải sang khu vực đổ màu. Cậu có thắc mắc, ấm ức gì thì gặp trực tiếp tôi nhé. Nhất cậu ta rồi còn gì. Lúc nào cũng xỏ tay túi quần, chẳng như chúng mình. Thân trâu ngựa mà lương bổng thì chẳng là bao. Ủa Nhân, về rồi đó hả con? Dạ. Dạo này có chuyện gì mà con có vẻ buồn và mệt mỏi thế con? Là chuyện ở xưởng mộc bố à? Chắc nay mai con xin nghỉ. Sao lại nghỉ? Dạ, làm ở đó chán quá nên con xin nghỉ thôi. Sao con làm gì cũng cả thèm chóng chán thế? 2 năm trước lên huyện học nghề chưa xong đã về. Năm ngoái thì đi làm với bác được 3 tháng, rồi thì con lại xin nghỉ. Bố không hiểu nổi con nữa. Lần này không phải mỗi con chán mà cả đội mộc đều chán. Thế ở xưởng có chuyện gì vậy con? Con và những anh em làm mộc đều buồn vì chính là người làm ra sản phẩm. Vất vả đầu tắt mặt tối nhưng mà... Nhưng sao? Thật là bất công bố ạ. Hóa ra là buồn bực vì thấy không công bằng. Xưởng mộc ấy của bác Phúc làm ăn có tiếng tử tế, lương bổng trả cũng hợp với sức lao động bỏ ra. Còn nói thế nào ấy chứ? Thực ra thì quyền lợi đổ về tổ trưởng, rồi quản đốc và cả giám đốc nữa. Chứ thợ thuyền bọn con thì chán lắm. Chán là chán thế nào? Thì bố thấy đấy, lương bổng thì chả thấm vào đâu. Suốt ngày bò ra làm tối mặt tối mày. Trong khi đó trưởng nhóm rồi giám đốc thì lúc nào cũng chỉ đứng chỉ trỏ. Vậy con hãy cố gắng để trở thành người như họ vậy. Bố, bố nói sao ạ? Bố hỏi con, trong ngôi nhà này, cái gì quan trọng nhất? Dạ... Cái gì cũng quan trọng, nhưng theo con, những cột cái này quan trọng nhất, vì nó phải chống đỡ toàn bộ ngôi nhà. Không sai, cho nên khi vào một ngôi nhà, người ta trước tiên nhìn cái cột chính ấy, chứ không phải thanh rai hay là cây kèo, đúng không con? Vâng, như thế thì sao ạ? Cuộc sống hàng ngày cũng vậy thôi. Những gì quan trọng thì luôn cần phải được ưu tiên. À, mà không phải ưu tiên không đâu. Công lao động của người ta còn giá trị hơn những người khác rất nhiều. Xưởng của con chỉ có một quản đốc, tổ con chỉ có một đội trưởng. Vì họ là người xuất sắc nhất, quyết định sự sống còn cho xưởng, nên họ được nhiều quyền lợi hơn là đúng rồi. Bố chắc chắn rằng để đạt được vị trí đó,
họ đã thực sự nỗ lực hết mình. Nếu như con cảm thấy không công bằng, thì hãy nỗ lực để làm người đứng trước. Chứ ngồi đó mà quán trách thì cũng chẳng được gì đâu Nhân à. Bố, có lẽ bố đã đúng. Gắng thay đổi đi, con trai. Vâng, con cảm ơn bố. Con sẽ thay đổi. Bố cứ tin ở con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.